Tường Ngô Sử Nguyên Hồng xin kính chào tất cả anh chị và các bác đang theo dõi video ngày hôm nay của bên em. Em gái kính chúc cho anh chị nhà mình tràn đầy năng lượng cũng như là hoàn thành tốt công việc của mình và luôn được hạnh phúc và bình an bên gia đình và người thân. Và trong video ngày hôm nay em gái mang đến với anh chị và các bác nhà mình đó chính là hai tác phẩm tượng Di Lặc Vác Cành Đào Cưỡi Cá Chép Hóa Rồng được chế tác trên chất liệu là gỗ xá xị. Và cả hai tác phẩm này của bên em đều là hàng liền nguyên khối 100% anh chị nhà mình ạ. Và đầu tiên em sẽ di chuyển camera lại gần tác phẩm mang mã số 01 ở vị trí tên tay phải của em gái đây. Tác phẩm này với tổng chiều cao không tính kỷ là 95, chiều cao tính cả phần kỷ ở phía bên dưới là 1m25, chiều ngang là 92 và chiều sâu là 46. Và với mức giúp giá giao lưu cho tác phẩm mang mã số 01 chỉ là 16.500.000 đồng, bao gồm cả phí vận chuyển và bên em giao hàng toàn quốc cho anh chị và các bác nhà mình. Và đầu tiên thì anh chị có thể ngắm nhìn giúp em. Vâng, tổng thể tác phẩm vô cùng là cân đối và hài hòa, một phôi gỗ xá xị hàng liền nguyên khối rất là đặc và lặng gỗ phải không ạ? Tác phẩm này thì hiện tại chắc cũng khoảng lặng là hơn một tạ đấy anh chị nhà mình ạ. Đấy, anh chị có thể ngắm nhìn giúp em sâu hơn từ diện mạo cũng như là thần thái của ngài Di Lặc với một nụ cười rất là hoan hỷ phải không ạ? Khi mà anh chị nhà mình làm việc căng thẳng stress thì nhìn vào diện mặt và bối cảnh của tác phẩm này thôi thì cảm thấy trong tâm mình được bình an hơn cũng như là được thanh thản hơn, giúp giảm đi căng thẳng stress sau một cái ngày làm việc mệt mỏi và xua đi những cái áp lực trong cuộc sống phải không ạ? Vâng, và bối cảnh xung quanh không thể không kể đến đó chính là năm em bé Tiểu Đồng, tượng trưng cho phúc lộc thọ khang linh, năm điều cơ bản và năm điều hạnh phúc mà con người ta luôn mong muốn phải không ạ? Hình tượng ngài Di Lặc đang vác một cành đào nhìn vào tác phẩm vô cùng là hài hòa và rất là cân đối, với những trái đào đục tỉa vô cùng là sắc nét và tỉ mỉ, moi móc vô cùng là sạch sẽ những cái phần gợn của phôi gỗ anh chị nhà mình ạ. Và phía bên dưới đây thì anh chị có thể ngắm nhìn giúp em này, hình ảnh ngài Di Lặc đang cưỡi một chú cá chép hóa rồng rất là đẹp luôn. Và xung quanh đó chính là những cái làn sóng nước đang tung trào lên, và kèm với đó thì chính là những cái chum tiền vàng phú quý phải không ạ? Với một tác phẩm tượng ngài Di Lặc vác cành đào cưỡi cá chép hóa rồng đục ngũ phúc thì sẽ biểu tượng cho anh chị nhà mình mang đến rất là nhiều tài lộc và giúp cho công việc của anh chị luôn được thăng quan tiến chức như diều gặp gió, và phù trợ cho anh chị trong sức khỏe luôn gặp nhiều may mắn này, công danh sự nghiệp thì thành công và tấn tới hơn rất là nhiều phải không ạ? Giá giao lưu cho sản phẩm ngày hôm nay mang mã số 01 chỉ là 16.500.000 đồng. Bên em có tặng kèm một chiếc kỷ rất là lịch sự và hài hòa để anh chị nhà mình khi hữu duyên với sản phẩm không phải làm thêm kỷ nữa phải không ạ? Và tiếp theo đó thì em sẽ giới thiệu với anh chị và các bác nhà mình tác phẩm ở vị trí bên tay trái của em gái mang mã số 02. Tác phẩm mã số 02 với tổng chiều cao không tính kỷ là 1m05, chiều cao tính cả kỷ là 1m35, chiều ngang 1m và chiều sâu là 40. Và cũng giống như tác phẩm mang mã số 01 thì tác phẩm này bên em cũng giao lưu với mức giá là 16.500.000 đồng, đồng thời vẫn bao gồm cả phí vận chuyển và giao hàng toàn quốc cho anh chị nhà mình. Anh chị được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán phải không ạ? Và kèm với tác phẩm cũng chính là một chiếc kỷ vô cùng là lịch sự và sang trọng. Và tiếp theo đó thì anh chị có thể ngắm nhìn và cân đối giúp em tổng quan của tác phẩm và cho MC những cái ý kiến bên dưới phần bình luận được không ạ? Từ diện mạo thần thái của ngài Di Lặc cũng như là năm em bé Tiểu Đồng được nghệ nhân của bên em châm tỉa đục tỉa vô cùng là kỹ lưỡng và tỉ mỉ, diện mặt của năm em bé Tiểu Đồng cũng như ngài Di Lặc toát lên một cái sự vui tươi và hoan hỉ phải không ạ? Cũng giống như tác phẩm mang mã số 01 thì hình tượng ngài Di Lặc ở tác phẩm số 2 này của bên em cũng vác một cái cành đào tiên rất là đẹp, nhưng mà cái phần tán cây đào này thì sum xuê hơn một chút xíu này, rất là nhiều những cái trái đào và những cái bông hoa đang đâm chồi lẫy lộc phải không ạ? Vâng, đào tiên thì sẽ là biểu tượng cho sức khỏe và tài lộc, mang đến cho gia chủ một sức khỏe nó được dồi dào và viên mãn này, có sức khỏe là có tất cả, có sức khỏe thì chắc chắn là sẽ hoàn thành hết được những cái công việc của cuộc đời phải không ạ? Vâng, và phía bên dưới đây thì anh chị có thể ngắm nhìn thôi em này, một chú cá chép đầu là đầu rồng nhưng mà thân mình là cá chép, được đục theo lối vảy kép vô cùng là tỉ mỉ và rất là kỹ lưỡng, đang trào mình lên ở những cái làn sóng nước tung lên nhìn rất là huyền ảo phải không ạ? Bên cạnh đó là một em bé Tiểu Đồng đang nằm chơi nô đùa trên một cái chum tiền vàng phú quý này, hứa hẹn sẽ mang đến rất nhiều tài lộc cho anh chị nhà mình. Với bình thường thì nghệ nhân của bên em thường chế tác là tượng ngài Di Lặc cưỡi cụ Long Quy, nhưng mà lần này thì bên em có cải cách hơn một chút thì là làm hình tượng ngài Di Lặc với những em bé Tiểu Đồng vác cành đào và đang cưỡi một cái chú cá chép hóa rồng, biểu tượng cho sự thăng tiến trong công việc cũng như là vận may của anh chị nhà mình, giúp cho công việc của gia chủ luôn được hanh thông thuận lợi. Và đặc biệt với những tác phẩm như này phù hợp với anh chị nhà mình làm ăn trong công việc kinh doanh buôn bán, ký kết hợp đồng vô cùng là hợp lý luôn anh chị nhà mình ạ.
Cả hai tác phẩm mã số 01 và mã số 02 em đều báo giá giao lưu là 16.500.000 đồng và chắc chắn là sẽ ra lộc cho anh chị nào thật sự là thiện chí và mong muốn hữu duyên với sản phẩm. Anh chị quan tâm đến tác phẩm thì liên hệ trực tiếp cho bên em qua hai đầu số hotline rất là quen thuộc 0971336318 hoặc 0789336318 để được sở hữu tác phẩm. Cảm ơn anh chị đã theo dõi hết video ngày hôm nay của bên em và đừng quên để lại cho MC một nút like và ấn vào ô đăng ký để có thể là cập nhật những buổi phát sóng livestream, những video giới thiệu sản phẩm mới nhất của bên em ạ. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị nhà mình ở video mới nhất ạ.